Chào cả nhà nghe, hôm nay mình đi làm nha cả nhà. Để mình uống cà phê xong rồi mình chuẩn bị đi làm. Em mình chạy đi làm nha cả nhà. Mình làm ở farm bà chị, mình đi trễ. Chạy xe mình đi làm nha cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ, một ngày vui vẻ. Xe mình mới ra cả nhà.
kính không cả nhà. Đường đi vô nhà bà chị, hai cái cây, hai hàng thông hai bên nó bị chết hết một mấy cây vậy. Nó bị vàng. Đây nhà kính nè, trồng rau bạc hà đâu con mà. Quay cho cả nhà biết cảnh làm farm làm gãy, Việt Nam kêu làm gãy đó nha. Nhưng mà bên đây mình làm trong nhà kính đã không có lạnh. Chỗ làm rồi, xin chào cả nhà nghe, chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Tới chỗ làm rồi, xe quá trời luôn cả nhà ơi. Xe ở nhà bà chị không á, 7-8 chiếc luôn. Còn bên đây là xe của mấy người làm đậu bên đây. Xin chào cả nhà nghe, mình đi làm tới chỗ làm rồi. Bye bye. Cả nhà ơi, vô trong farm làm nghe cả nhà, cái này ngồi ghế nha. Ngồi ghế nha. Đây cắt bó gì nè. Ngồi ghế bên đây trồng gì nè. Nó mướn cái bà đó 70 tuổi bà ra bán bó ngò đó. Bảy mươi tuổi mà còn đi ra farm làm đó cả nhà, thấy dữ dội chưa. 72 hả, con tưởng nó 70 chứ. Vậy là con nói ngoại trẻ rồi. Dạ vậy nói lộn rồi cả nhà, ngoại 72 lận. Nhìn ngoại đâu biết 72 đâu cả nhà. Đó, cắt bó làm gì nè. Mình tưởng nó 27 đâu mà. Việt Nam mình căng ký chứ ở đây toàn là bó mà. Cái gì cũng bó hết trơn á. Bó đồng 2. Bỏ cho người ta đồng 2. Nó trồng cái gì cũng trong nhà kiến hết trơn á. Ngò nó mới á. Có cái bông sen này để đọc kinh cho chim rồi nó bay đi. Con trùng ở đây nghe. Mấy con trùng con dế rồi nó nghe cho nó đầu thai lại kiếp sau. Chào cả nhà nha. Cô đừng nói chuyện. Chào cả nhà, hôm nay mình đi làm nha. Mình làm farm nè, farm bên Úc nè. Rau gì nè cả nhà. Cái này là rau húng lủi nè. Rau húng lủi bên đây trồng đẹp ghê không. Mình quay cho cả nhà coi nha.
đây cắt bó gì là không có giống bên Việt Nam, nên bán ký nên mình bán bó. Lũi đẹp quá cả nhà ơi. Xanh mướt luôn á. Bên đây mình cắt xong rồi, giờ nó mới bắt đầu lên lại. Chị Nga thấy rau đẹp không? Bên Việt Nam mình trồng giống gì không cô ha? Chứ không có giống đâu. Không gì. Không thấy gì. Bển cô cũng không thấy luôn à? Còn cô không biết cô bển, cô đi ra chợ mua thôi mà không biết. Không biết trồng như thế nào nữa. Dạ. Rồi xin chào cả nhà nghe, mình quay vài phút coi chơi bên cảnh làm farm bên Úc thôi. Hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào.